xin kính chào các quý vị vâng những ngày qua thì tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì tôi là một người cũng rất thích đam mê dòng lp cũng như là mâm than nhưng mà vào một ngày tư vấn bán hàng thì có hai bạn trẻ đến cửa hàng thì đầu tiên tôi chỉ nghĩ các bạn vào tìm các loa công nghệ bluetooth nhưng khi hỏi ra thì các bạn lại muốn tìm một phong cách chơi mới và một phong cách này cũng đã có từ lâu đó chính là mâm than và lp và các bạn muốn thử Tôi giúp Và khi bật lên thì các bạn ồ lên một tiếng sung sướng Và tất cả mọi cái thì chắc các bạn cũng đã biết Vâng Hai bạn trẻ ôm một mâm than về trong lòng rất là sung sướng và thích thú với màu sắc âm thanh Và hỏi qua cách set up và cách sử dụng như thế nào Thì qua câu chuyện đó thì hôm nay tôi cùng các bạn cũng sẽ trải nghiệm dòng Lepi và mâm than của hãng Musco đến từ nước Mỹ. Với dòng à, âm thanh của musico này đến từ nước Mỹ này thì à, các bạn biết đây là một trong những dòng classic tức là dòng cổ điển. Và cái dòng này thì à, nó có một cái sự thân thiện, đầu tiên thì nó đến một cái giá trị về kinh tế thì nó rất là phù hợp để cho các bạn mới tập chơi. Phần thứ hai nữa là về công năng sử dụng cộng như tính hiệu quả trong âm thanh thì nó hoàn toàn vượt trội so với các dòng khác từ hình thức đến chất lượng sản phẩm. À, đến uh, cách sử dụng công năng sử dụng và bây giờ thì tôi sẽ bê hộp này xuống với hộp vuông này đóng thì các bạn đã thấy cái sự uh, chắc chắn của một cái hãng à, và dòng này thì được sản xuất tại uh, cộng hòa séc và bây giờ thì tôi sẽ xin uh, khui thùng Đó, các bạn đã thấy cái sự được sự trang bị cả về phần mica và phần nắp và phần bay thì bây giờ tôi sẽ dỡ ra cho các bạn xem qua về cái dòng này. Vâng, sau khi đã dỡ và đưa bay lên trên mặt kệ thì các phụ kiện đi kèm theo thì cũng sẽ có để cho các bạn có thể chơi được ngay. Đây là trong điều kiện chơi all in one luôn. Thế là một cái dây của dây ra và cái quan trọng nhất là nó phải có hai đầu để xả mát để tránh bị u vì chơi mâm than thì bao giờ cái trở kháng ôm cũng rất là cao nó sẽ sinh ra tiếng u ra loa phần thứ hai là phần adapter để trang bị cho adapter vì đây là dũng dòng diện DC một chiều nên người ta đã trang bị cho tất cả các bạn hệ thống adapter và trong này nó có các cái đầu củ chuyển uh, dùng cho được nhiều quốc gia khác nhau trong đó có cả Việt Nam mình và châu Á Phần thứ ba bên này thì nó sẽ có hai cái để kết nối cùng với cả mâm nhựa, tức là cái mặt hộp nhựa của Mika. Còn đây là cái quan trọng nhất chính là cái hát xeo. À, cái hát này thì nó được trang bị luôn một cái đầu kim của Auto -Tik -Tik và cái đầu kim này thì nó có giá trên khoảng 100 đô, gần 100 đô. Thì đây trong là một trong những đầu kim rất là tốt được hãng đặt riêng của hãng Autotica để phục vụ cho hàng Musico Class này và các bạn nếu muốn được nâng cấp hơn nữa thì các bạn có thể thay cái đầu kim này và bên này thì chính là một uh, gọi là quả tạ và quả tạ để căn chỉnh đằng sau để nó tính sự tính sự cân bằng của tay cần còn đây chính là cái nắp chặn ở phía trên khi ta dùng đĩa ta chặn vào thì nó sẽ có độ tính tiền tốt hơn còn bây giờ thì tôi sẽ vào việc và chúng ta cùng set up hôm than này với các bạn khi mua mâm than về các bạn thì cũng phải dự tính cho mình là đã đặt mâm than ở vị trí nào Ở trên một cái kệ tu chuẩn của Audio thì là quá tuyệt vời Còn nếu không có thì chúng ta sẽ phải căn chỉnh theo cái bọt nước này Và các bạn phải trang bị cho mình thêm cái bọt nước này để lấy độ thăng bằng đầu tiên là về bên kệ đạt chuẩn Phần thứ hai khi đã lấy độ cân bằng đạt chuẩn rồi thì chúng ta sẽ dùng bọt nước này để chúng ta lấy độ thăng bằng chuẩn của bay Với mâm than Musico này thì cái sự tiện lợi rất là tuyệt vời vì mâm thai này đã được trang bị cho bạn là bốn hệ thống chân của hệ thống này đã là chân chống rung rồi nhưng mà nó còn có một sự cân chỉnh. Đây tôi phải nhấc lên để chỉnh. Để làm sao lấy cái sự cân bằng chuẩn nhất Đó các bạn nhìn thấy cái hệ thống chân bằng cao su kết hợp với cả kim loại đây là một hệ thống chống rung rất là hoàn hảo mà đẹp. Khi đã nói đến chân này thì chúng ta nhìn qua luôn về cái hệ thống của mặt bệ này thì các bạn thấy được cái bệ này được hoàn toàn là bằng gỗ chó và được phủ một cái lớp bảo vệ bên ngoài để tránh những cái vết xước hoặc là các cái vết vân tay vào thì các bạn thấy đây là một cái sự màu rất là thân thiện với cả các, các màu gỗ và bây giờ đang là cái xu hướng thời thượng của À, nhiều người, nhiều gia đình và hai đầu này thì được bom bê vào một cái bệ gỗ này thì nhìn trông nó rất là chất classic và vintage. Đó, sau khi đã lấy được về độ thăng bằng chuẩn rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ đưa cái mâm than. Đây, đây là một mâm than được bằng hợp kim. Và người ta dùng ở trong định dạng Musco Class này chính là dùng best tức là người ta dùng chuyển động bằng, không phải dùng bằng motor mà người ta sẽ dùng motor liền. Đó. và khi chúng ta đặt vào đây thì chúng ta chỉ cần đặt cái mâm này vào đúng cái vị trí của cái trục này và chúng ta sẽ tháo hai cái này ra để người ta luồn có cái dây bét này ra Đây, cái dây đỏ này chính là cái để kéo cái dây bét này và khi chúng ta chỉ cần đặt nhẹ vào đây là chúng ta sẽ đặt được vào cái dây bét này vào trong hệ thống của cái buly này rồi khi đã chỉnh vào Uli này rồi và có tốc độ này thì chúng ta sẽ cần phải đặt một cái miếng giá đỡ bằng nỉ này vào cái bét này đó chính là một cái để vừa là trang trí đẹp vừa là cái giữ cho cái đĩa than của mình còn về phần trên bên lẫy thì đây chính là cái mà để chặn đĩa phần trên thì khi các bạn đặt đĩa vào thì các bạn có thể đặt vào như này đó thế là vừa chúng ta đã hoàn thành về phần cơ bản của cái mâm nhôm còn bây giờ thì tôi sẽ quay sang để tôi xử lý về cái phần cân chỉnh cái quan trọng rất là quan trọng đó chính là lắp HCL và cân chỉnh lại về phần đối trọng của kim và chúng ta cùng kiểm tra xem cái độ lệch của kim hoặc là cái độ dịch chuyển của kim như thế nào nó đi ra hoặc đi vào thì người ta sẽ chủng chỉnh bằng cái anti này vâng đây là một sự tiện dụng rất tuyệt vời của hãng Musico trang bị cho các bạn đó chính là cái xeo này tức là cái đầu body để cần để rời ở ngoài và khi chúng ta nối vào thì chúng ta chỉ cần nhớ là có cái đầu vấu như này thì ta cắm vào đây đó và chúng ta siết cái này vào và cái điều đầu tiên khi các bạn được chơi thế này thì nó đã được cái hãng setup chuẩn tức là cái đầu của cái các trigger này đã được vào vị trí của đúng điểm của nó nên tôi cũng không hướng dẫn sâu cho các bạn cái đó còn các bạn khi lúc nào các bạn muốn thay cái đầu kim này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn có có thể tự thao tác được nhưng mà cái này thì cũng phải đòi hỏi một chút khéo tay là vì cắm cái jumper bơ đằng sau vào thì cũng hết sức là lưu ý vì cái bơ là tương đối là chặt với một cái điều kiện như thế này thì chúng ta chưa chơi được và chúng ta sẽ tháo cái tay cần này qua đây có một cái nẫy để tháo ra và khi các bạn không chơi các bạn phải đẩy nó vào và như thế này thì nó vẫn không đạt chuẩn đúng không ạ? Thì bây giờ tôi mới lắp quả tạ này vào và lắp quả tạ này để lắp như thế nào để cho nó sử dụng cho nó an toàn thì bây giờ tôi sẽ đưa quả tạ này vào đó các bạn chỉ cần đưa vào thế này và theo một cái truyền thống chỉnh cơ bản tức là không có cái cân thước của tiểu ly thì chúng ta sẽ chỉnh theo ở định dạng khác một chút phải tháo hết tất cả các những cái gì liên quan tới tay cần để ra để lấy độ thăng bằng chuẩn Vâng, bây giờ thì tôi sẽ như thế này và tôi sẽ đưa dần ra Đó, các bạn sẽ thấy là quả tạ đằng sau là đang bị nặng và tay cần tôi đang bị bập bệnh như này là chưa đạt chuẩn Và bao giờ các bạn thấy cái quả tạ mà nó sẽ đạt độ thăng bằng hai bên thăng bằng nhau giữa tay đầu kim và quả tạ đằng sau này được Và các bạn phải nhớ là luôn giữ này nếu không thì nó sẽ bị quyệt kim xuống Vâng, như thế này đấy các bạn nhìn thấy như thế này là đã đạt đến độ thăng bằng rất là chuẩn. Bây giờ nếu gần như là dùng máy có thể đo được. Nhưng mà cái này thì cũng chưa chưa phải là cái vấn đề cuối cùng của cái vấn đề này. Và bây giờ thì tôi sẽ phải xoay cái hướng chỉnh của cái phần này về không. Và chúng ta kiểm tra lại lần nữa. Vâng, các bạn thấy không? Độ thăng bằng nó là tuyệt vời chính xác luôn. Với dòng kim của Audio Technica mà được trang bị cho Music này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1,8 gram Nên bây giờ tôi sẽ quay và các bạn sẽ nhìn tay tôi quay Và chúng ta sẽ cầm cái mặt đằng sau tôi chúng ta quay lên Chúng ta sẽ thấy một cái vệt trắng ở đây, chính là cái tâm điểm để mình lấy lên 1/8, 1.7 hoặc 1.8. Và trong cái này thì bây giờ là cũng cho dung sai là 1.6 đến 2. tùy theo cái gu của tai người nghe. Có người người ta nghe nhẹ thì người ta chỉ gu để 1.6 và có người nghe nặng thì người ta để 2 thì cũng không ảnh hưởng gì tới cái uh, về phần kim và cái phần cần nhưng mà nó sẽ cho một cái chất âm khi tiếp xúc với địa than là nó sẽ dày và ấm hơn và nặng hơn. Thì tôi sẽ để 1.8. Vâng, bây giờ đây là trong một điều kiện quy chuẩn, nếu mà lấy thước đo thì chắc chắn nó cũng sẽ rơi vào điểm đó. Vì đây là tôi đang muốn hướng dẫn các bạn là khi không có thước để sử dụng. Bây giờ về phần này thì cũng đã coi như là về phần mặt này đã đã là hoàn thiện. Còn bây giờ thì tôi sẽ nói đến các tính năng của chiếc mâm than này. Chiếc mâm than này thì nó có hai kiểu chơi đĩa đó là kiểu 33 và kiểu 45 thì khi các bạn kết nối cùng với adapter ra đằng sau cắm điện nguồn điện 220 vào và đây cắm vào nguồn điện 220 này, adapter đằng sau này thì các bạn sẽ ấn đây thì nó là sẽ là 33 hoặc 45 đó và khi các bạn đưa đĩa vào thì các bạn chỉ cần hạ tay cần xuống là xong còn về mặt đằng sau này bây giờ mới là một cái yếu tố để cho nhiều người người ta có cái hiểu được cái công năng của cái mâm đĩa than này với kết nối mâm đĩa than này thì nó sẽ có hai đầu một một đầu một đầu để kết nối vào mình chơi vào âm ly trực tiếp hoặc là nếu không thì mình sẽ chơi theo ở định dạng phono và với kết nối như này thì các bạn sẽ cắm vào đây như này đầu trắng và đầu trắng đầu đỏ và đầu đỏ và các bạn luôn nhớ là phải có một cái dây te Đây chính là một cái dây xả mát nó rất quan trọng Vì địa, địa than thì cái sở kháng nó rất là là, là cao Nên coi như chính như thế nó sẽ sinh ra ù Đó và bên này thì các bạn Nếu các bạn mà chơi trực tiếp vào âm ly Thì các bạn sẽ chuyển sang nút phono bên này Đấy nút phono bên này Vâng, các bạn nếu mà muốn chơi mâm than này không có đường phono mà các bạn muốn có phono ngoài nghe chất lượng hơn, tốt hơn hay hơn theo cảm quan của các bạn thì các bạn gạt sang bên này. Thì là hoàn toàn chiếc mâm than này lại hoàn toàn có đường phono. Đó chính là một yếu tố đó. Phần thứ hai nữa là với các bạn mới tập chơi thì bao giờ cũng rất lo lắng về cái chuyện là mâm than khi hết đĩa rồi mà nó cứ quay thì nó có bị ảnh hưởng gì không? Thực tế ra thì nó cũng có ảnh hưởng chút ít nhưng mà không đáng kể lắm nhưng để yếu tố cho người chơi được có cái sự lựa chọn cho mình cái cách chơi đầu tiên khi mình chơi thì người ta đã cho các bạn thêm một cái hệ điều hành tốt hơn, đó chính là nút auto off với on này. Đó. Tức là khi mâm than này mà quay đến vòng cuối cùng của bài hát thì nó sẽ tự động tắt trong vòng 6 giây và nó tự nhấc ben cần lên. Đó là các bạn là một chơi một cách rất hay. Còn bên này chính là cái nút tắt và mở của mâm than. Đó, có bên này là chính là cái đường của dây phono để khi mình kết nối thế này rồi thế là bây giờ mình cắm vào điện là tất cả mọi cái là đều đã là hoàn hảo và để hoàn thiện hơn và giữ gìn cho cái mâm than này tốt hơn và làm cho cái mâm than này có độ sang và đẹp hơn thì hãng đã trang bị cho các bạn thêm một cái mặt mica vâng đây là một một mặt mica rất là giá trị vì nó được đúc liền khối đó và cái sự trong trẻo của cái Mika này thì cũng đã nói lên tất cả. Cộng thêm với cả cái màu vân gỗ óc chó này thì tôi nghĩ đây là một trong những cái yếu tố được đánh giá rất cao. Đó, khi các bạn chơi vào thì các bạn chỉ cần lắp vào thế này và các bạn có thể mở lên như thế này. Đó. Với YouTube này thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn được cách setup và sử dụng một cách mâm than nhưng mà tôi muốn để một cái YouTube tới thì tôi sẽ cùng các bạn trải nghiệm về cái màu sắc của chất âm của chiếc Musico Classic này và chúng ta dùng như thế nào cho nó đúng khi chúng ta sử dụng với cả đĩa và các vệ sinh cho hát cũng như là đầu stylus thì các bạn hãy nhớ vào YouTube sau để chúng ta lại có một cái chương trình xuyên suốt khi giới thiệu về dòng mâm than Xin chào các bạn và hẹn các bạn vào YouTube sau